vào sự phát triển và hội nhập của cả nước. Nghệ An đã và đang từng bước xây dựng và đổi mới, trở thành trung tâm kinh tế, giáo dục, chính trị, khoa học và y tế của vùng Bắc Trung Bộ. Cùng sự phát triển của ngành y tế của Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung, sau hơn 30 năm thành lập, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành bệnh viện hạng 1 trực thuộc Sở Y tế Nghệ An, tuyến cuối về lĩnh vực sản phụ khoa, nhi khoa của tỉnh. Tọa lạc tại số 19 đường Tôn Thất Tùng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Nhi Nghệ Tĩnh được thành lập vào tháng 2 năm 1985 và đến năm 2012 chính thức được đổi tên thành Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, là một địa chỉ tin cậy cho người dân đến khám và chữa bệnh. Với phương châm niềm hạnh phúc của những người mẹ, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện không ngừng đổi mới, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, công tác nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sản phụ khoa, nhi khoa. Đội ngũ nhân viên bệnh viện gồm có 730 người, trong đó có 181 bác sĩ, 23 dược sĩ, 277 điều dưỡng, kỹ thuật viên, người hộ sinh. Bệnh viện có quy mô 700 giường bệnh kế hoạch, tổng số giường thực kê lên đến 1.230 giường. Lưu lượng điều trị nội trú tại bệnh viện được thống kê trên 1.000 bệnh nhân và ngoại trú trên 1.200 lượt khám mỗi ngày. Hiện nay bệnh viện đã không ngừng đầu tư đồng bộ trang thiết bị như máy CT, máy chụp cộng hưởng từ, máy lọc máu, máy thở, máy siêu âm 4D chuyên sản khoa, dao mổ điện cao tần, máy X quang kỹ thuật số, hệ thống nội soi tai mũi họng, máy cấy máu tự động, hệ thống nội soi tiêu hóa, hệ thống xét nghiệm, hệ thống chẩn đoán hình ảnh, hệ thống phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn hiện đại, thực hiện được các kỹ thuật phức tạp giúp cho các y bác sĩ chẩn đoán bệnh nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Mục tiêu ban đầu của bệnh viện lúc mới thành lập là xây dựng một bệnh viện đa khoa trẻ em hoàn chỉnh, có cả hệ nội nhi và hệ ngoại nhi, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho trẻ em Nghệ An nói riêng và vùng Bắc Trung Bộ nói chung. Cho đến nay, sau khi sáp nhập thêm khoa sản của Bệnh viện Đa khoa Nghệ An và bộ phận có giường bệnh của Trung tâm Chăm sóc Sinh sản của tỉnh, bệnh viện đang phát triển để trở thành một bệnh viện chuyên khoa sản nhi hoàn chỉnh và hiện đại. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, năm 2017, bệnh viện đã thành lập thêm một số khoa phòng và trung tâm mới. Đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An có hệ thống 32 khoa, trong đó có 13 khoa hệ nhi, 6 khoa hệ sản, 6 khoa hệ sản nhi kết hợp và 7 khoa cận lâm sàng, có 8 phòng chức năng và thành lập được 2 trung tâm gồm trung tâm điều trị tim bẩm sinh và trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. Hiện nay, bệnh viện đang đẩy mạnh các kỹ thuật mũi nhọn, kỹ thuật mới như sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh ở khoa sản phụ, chụp và can thiệp mạch máu cho các tạng, cấy điện cực bóc tai, phẫu thuật máu tụ nhu mô não, u não, điều trị u sắc tố, u máu bằng công nghệ laser, phẫu thuật ghép xương tạo hình, điều trị khe hở cung hàm bẩm sinh, xử lý vết thương xuyên thủng nhãn cầu, rách giác mạc, xét nghiệm Doppler test, đo huyết áp xâm lấn ở khoa hồi sức sơ sinh. Là một bệnh viện có lĩnh vực chuyên môn về sản nhi, các phòng chức năng, các khoa chuyên sâu và các trung tâm luôn có sự liên kết chặt chẽ và phối hợp đồng bộ với nhau. Trong những ca bệnh khó phức tạp, các bác sĩ của nhiều khoa cùng hội chẩn để tìm ra biện pháp tối ưu nhất cho người bệnh. Bên cạnh đó, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An còn phối hợp với tuyến dưới và tuyến trên tạo thuận lợi cho người bệnh được chăm sóc kịp thời. Phát triển kỹ thuật, nâng cao tay nghề chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức cũng như là nâng cao cái ý đức, thái độ của anh em trong thì công việc phục vụ khám chữa bệnh cho sức khỏe hàng người dân hàng ngày là hai phong trào trong bộ phong trào lớn của bệnh viện chúng tôi trong năm 2019 cũng như là trong thời gian sắp tới. Với một bệnh viện hạng 1, hơn 1.000 giường thực kế và hơn 700 giường kế hoạch thì mong muốn của chúng tôi rõ ràng là phải có cái sự phát triển toàn diện về nhân lực, về trang thiết bị, về cơ sở hạ tầng và đặc biệt là cơ chế quản lý vận hành. Mục tiêu của chúng tôi là phải đảm bảo được 25% người bệnh là phải trên 90%. Quá nơi trung tâm y tế của xã là các bác sĩ là chẩn đoán là cháu bị viêm phổi,
Ví dụ uống thuốc 2 ngày, 2-3 ngày trên không đỡ là như cho xuống bệnh viện sản nhi đây là như đã điều trị. Mà xuống đấy tiêu đi trị mấy ngày rồi, nhưng mà ở đấy là ở đấy có các y bác sĩ là họ cũng nhiệt tình chăm sóc. Đội ngũ bác sĩ khám chữa bệnh ở đấy thì họ rất nhiệt tình, cũng là đồng thời cũng có y sĩ hộ lý ở đấy cũng rất quan tâm, luôn giúp đỡ cũng như khám chữa bệnh cho con của tôi. Trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đều có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, luôn tận tâm giúp người bệnh điều trị một cách khoa học và có hiệu quả nhất. Các bác sĩ cũng luôn được cập nhật các kỹ thuật, phương pháp chẩn đoán điều trị thông qua việc tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, mở các lớp đào tạo chuyển giao kỹ thuật theo đề án Bệnh viện Vệ tinh của Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Tim Hà Nội như sơ bộ ngoại nhi, phẫu thuật nội soi cơ bản, chăm sóc thiết yếu và hồi sức sơ sinh, hồi sức ngoại nhi. Đội ngũ y bác sĩ được tham gia các lớp định hướng về chuyên khoa nhi, cập nhật kiến thức và kỹ thuật siêu âm chẩn đoán trước sinh cho các bác sĩ khoa sản, khoa phụ và khoa chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện và lớp cập nhật kiến thức về thận tiết niệu nhi khoa, phát hiện và can thiệp sớm các dị tật bẩm sinh, chăm sóc và điều trị trẻ vị thành niên nhiễm HIV/AIDS do các bệnh viện tuyến trung ương tổ chức. Chặng đường hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba vào năm 2000 và 2010, được Bộ Y tế tặng cờ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và bằng khen bệnh viện xuất sắc toàn diện qua các năm, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen đơn vị thi đua xuất sắc và nhiều giải thưởng của các cấp ban ngành. Các cá nhân của bệnh viện cũng đạt được nhiều danh hiệu cao quý như thầy thuốc ưu tú, thầy thuốc nhân dân, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng ba. Ngoài ra, bệnh viện được Bộ Y tế, đại diện UNICEF, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tặng danh hiệu Bạn hữu trẻ em theo tiêu chuẩn toàn cầu. Trên hành trình hơn 30 năm đi tìm hạnh phúc và nụ cười cho trẻ thơ, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thực hiện thành công nhiều ca bệnh lý phức tạp và được đánh giá cao từ cấp chuyên gia, mang đến tiếng tăm cho bệnh viện. Bên cạnh chuyên môn chính khám và chữa bệnh, các hoạt động tập thể cộng đồng của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An luôn được ban lãnh đạo chú trọng và quan tâm. Tổ chức các hội thi nhằm trao dồi chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ bệnh viện. Tổ chức các chương trình chắp cánh ước mơ, trung thu yêu thương và tặng quà cho các bệnh nhân nhi nhân dịp trung thu. Bên cạnh đó, bệnh viện còn phối hợp với các cơ quan đoàn thể tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo ở các vùng sâu, vùng xa. Đây đều là những hoạt động ý nghĩa thiết thực, tạo được hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Mục tiêu phát triển của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đến năm 2020 là đầu tư xây dựng và phát triển hoàn chỉnh bệnh viện hạng 1, đạt mức 4/5 theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Bệnh viện Nhi Nghệ trở về và bây giờ là Sản Nhi thì thành lập có lẽ cũng gần 40 năm nay rồi. Thì qua những một thăng trầm thì cho đến giờ thì mình phát triển rất là mạnh và gần như đáp ứng được những cái nhu cầu về chăm sóc sức khỏe cho sản và nhi trên địa bàn toàn tỉnh. Cho đến bây giờ thì vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với cái sự đoàn kết cùng cái lực quyết tâm của lãnh đạo bệnh viện và các thế kỷ, và cho đến hiện nay thì cũng là một cái khỏi được khối đoàn kết và vượt qua được những cái khó khăn. Ví dụ như là cái cơ sở ở đấy thì nó còn chật hẹp và lượng bệnh nhân đến thì nó đông, nhưng mà bằng cách này cách khác thì được những khó khăn của tỉnh thì mình về cũng chấp nhận và đáp ứng được những cái phục vụ do cái nhu cầu của cái người dân đến khám về lĩnh vực khám và nhi trên địa bàn của tỉnh. Tự hào về truyền thống tốt đẹp, những thành tích xuất sắc đã đạt được trong chặng đường hơn 30 năm qua, tập thể cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã không ngừng nỗ lực học hỏi, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục phấn đấu lập nhiều thành tích hơn nữa trong tương lai, góp phần tích cực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, xứng đáng với câu khẩu hiệu thầy thuốc như mẹ hiền.